Vâng, cửa hàng Melo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và video clip ngày đầu tuần ngày hôm nay, ngày 4 tháng 1, 2021, em trân trọng được giới thiệu quảng bá đến toàn thể anh em một lô bích bãi dòng vỉ Bayer vỉ xanh 4 hộp sóng đời 2013-14 các nhé. Cho bác có nhu cầu ngon bổ rẻ. Thì tại sao em nói từ ngon bổ rẻ? Vì trong phân khúc tầm 1,6 triệu, hôm nay em đang giới thiệu một lô bích là 1,6 triệu anh nhé, một bộ. Đã bao gồm tặng kèm cho các bác là chống lăn này, 6 ly này, ủ nguồn đâu nhá, dâu anten rồi, không nói rồi, nguyên bộ luôn, hàng bãi, có tình trạng đẹp và gọi là xuất sắc. Như hàng bãi nó không tránh vết xước nhỏ, không tránh được, nhưng về là rất là đẹp rồi nhá. Đồ thu này, em đi ra bọc phần bộ, tổng là em về 2 lô, thì em quay lô này trước, nhưng số lượng không nhiều, có 14, 15 bộ lô này thôi. Đấy, đây là 2, 4, 6, 8 độ, 6 bộ này, ở trong này 7 bộ này. 2, 4, 6, 8 bộ này, với 7 bộ là 15 bộ tất cả, 15 bộ mic nữa nhé. Lô này 15 bộ mic. Mã hiệu của nó là S007 anh nhá, viết chữ của hai viết tên ngược. Và cái thứ hai nữa là nó sử dụng hai chiếc đạo lúm chiếc áp tổng hai bên, không phải do là hai màn hình thôi nhá. Cái mic bãi về em vệ sinh sạch sẽ rồi, có về sử dụng thôi. Tay mic đây, ông nhận hàng kiểm tra thoải mái thôi nhá. Sử dụng của nó là vỉ men tay của tay mic là sử dụng vỉ tụ vàng vàng, con này thì nó vẫn còn nguyên lẫy này. Đối đời 13-14 thì có cái có thể gãy lẫy và có cái nguyên lẫy, hầu như là đôi lúc em thấy là về hầu như là nguyên lẫy và có cái gãy lẫy có nhưng không ảnh hưởng gì các nhá. Còn rất là sạch đẹp. Tay mic này, chụp này và quay vào phần đầu thu. Các bác để ý những dòng xua ấy hay những sản phẩm mic mà chất lượng ấy, các bác để ý cho em là nó sẽ có nhiều con tụ vàng này cho em nhé. Vì sao những dòng mic đời mới bây giờ, những dòng Shure 21-23 bây giờ, thời điểm bây giờ ấy, là gọi đi rất ít tụ vàng. Vì người ta đã cắt giảm linh kiện rồi, chính vì vậy nó rẻ. Mà đơn vị em thế thôi, bán cho bác những dòng mic Shure tầm 1,5 triệu thì nó chỉ hay trong tầm đấy, ngưỡng đấy thôi, và nó chỉ đi được sóng tầm 10 đến 15m thôi, nó không để đi xa được. Thì với phân khúc của hàng bãi này thì bác bắt xa hơn rất nhiều, và độ ổn định nó cao, rất nhiều tụ vàng, linh kiện nó xịn sò hơn. Nó xịn ở đây ngay cái chất mạch thôi, bác nhìn nó cái mạch nó khác này. BST19R đời 2013. Đấy là đời 2013 mới đến thời điểm này mà nó vẫn còn đẹp này và chất như này. Cái bây linh kiện nó vẫn sáng sủa sạch sẽ này rồi. Nói chung xua thì gọi mic này gọi ông tổ rồi các nhá. Tại vì là kênh em bán xua nhưng em cũng không có gì phải ngại với các bác cả, vì em bán xua nhưng em bán rẻ các bác, chứ em không phải bán đắt xong rồi hàng kém chất lượng mà em lại bán đắt thì nó vô lý đúng không ạ? Nhưng em bán xua ở đây là hàng nó có để chất lượng nó ngưỡng vừa phải cho bác, nhưng mà em bán rẻ bác có 1,5 triệu bộ mic Shure thôi. Chính vì vậy mà đời điểm này em cũng không bán Shure nữa, mà em quay sang là bán những dòng mic nó chất hơn một chút, các bác cố cho em tí. Hai là bác mua những dòng mic bãi này như em giới thiệu cho các bác đây. Thì các bác mua mic này thì em đã tặng kèm các bác là gồm đầy đủ phụ kiện, gồm là hai tay chống lăn này, 6 ly này để chuyển đổi này, và củ after dâu anten đúng nhá. Và trong video thông báo hàng về. Hôm trước giờ có rất nhiều bác gọi bảo em quay luôn nhưng mà mới chưa bận công việc. Nhưng biết thì hàng hôm nay đi ở riêng, hôm nay là đi gần 30 chiếc đẩy, hơn 30 chiếc nhé, toàn đẩy đẩy. Anh em đang tập trung đóng hàng ngày đầu tuần rất là suôn sẻ trong năm 2021 này. Và cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác của anh em luôn đồng hành cùng đơn vị Hiếu Minh Auto. Thì giá mic em đã báo rồi, 1,6 triệu một bộ này, cái mức giá rất là êm và rẻ. 1,6 triệu của em bán nhá, bằng cái mức giá mà anh em bán 1,9 triệu. Đấy, các bác lưu ý cái vỉ men của em là 4 hộp sóng này. Các bạn nhìn con linh kiện nó đã chất này rồi, rất là chất luôn nhé. 1,6 triệu một bộ. Các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em qua cho tôi online là 0919182233 và 0389540238. Và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Hẹn các bác ở những lô mix tiếp theo. Thì em có 2 lô thì 2 lô đấy bằng giá nhau thôi các bạn. Còn một lô nữa thì nó cũng sử dụng vỉ 4 hộp sóng này, nhưng cái mặt nó tên khác, như mic bãi thì nó rất nhiều cái tên. Nhưng cái về cơ bản ý, thì nó vẫn là một số của các công ty hãng lớn sản xuất như Bombay hoặc BBS thôi. Còn nhiều khi nó rất nhiều cái tên khác nhau các bạn. Đấy.